Thưa quý vị, xe đạp vốn là một phương tiện rất là gắn bó với cuộc sống của người dân Việt Nam. Cộng với đó thì phong trào đạp xe ngày càng phổ biến, rồi là kinh tế của mọi người khá giả. Nhiều nhà muốn mua một chiếc xe đạp tốt cho con em mình đi học, thì nhu cầu mua xe tăng lên trở lại trong vài năm trở lại đây. Nắm bắt được cơ hội này thì nhiều kẻ xấu đã đưa những chiếc xe lắp ráp thô sơ rồi gắn thương hiệu nổi tiếng để mà dễ tiêu thụ rồi trục lợi. Sau đây là tìm hiểu của nhóm phóng viên Việt Nam Hôm Nay tại tỉnh Thanh Hóa. Tại nhiều cửa hàng bán xe đạp ở thành phố Thanh Hóa, sản phẩm xe đạp Thống Nhất được bày bán rất nhiều. Nhưng có phải xe chính hãng hay không thì chủ cửa hàng mới biết. Bởi từ kiểu dáng đến tem mác đều khiến người mua hiểu rằng đó là xe đạp của nhà máy Thống Nhất. Khi được hỏi về xe Thống Nhất, người bán hàng cho biết đây là loại xe liên doanh được lắp ráp ở Thanh Hóa. Và quan trọng, muốn dán nhãn gì cũng được. Ngay sau khi biết thương hiệu của mình bị xâm phạm sở hữu trí tuệ, đại diện hãng xe đạp Thống Nhất đã gửi công văn yêu cầu những đơn vị vi phạm ngừng sản xuất loại xe vi phạm kiểu dáng công nghiệp và nhãn mác của mình. Tuy nhiên, loại xe này vẫn đang được chào bán công khai. Đó, cái đó cũng thương hiệu của anh Thanh Nhất. Có cái thương hiệu gì mà anh bán cái thương hiệu đó? Hiện nay cái vấn đề hàng giả hàng nhái đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty. Hàng giả hàng nhái đang được sử dụng rất nhiều những cái phụ tùng kém chất lượng, dẫn đến là làm nguy hại đến cấu trúc của xe. Trong quá trình di chuyển thì có thể gây mất an toàn, lỏng lẻo phụ tùng. Một chiếc xe đạp để đưa ra thị trường phải trải qua các công đoạn sản xuất và kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Việc sử dụng nhãn mác giả không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cũng như doanh thu của các đơn vị kinh doanh chân chính, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Bởi với những phụ kiện kém chất lượng, việc gãy khung xe hay gãy cổ phốt trong quá trình tham gia giao thông là hoàn toàn có thể xảy ra. Không chỉ có xe đạp, thời gian gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ không ít những vụ phụ tùng xe ô tô, xe máy, thậm chí là xe đạp điện giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Không chỉ diễn ra ở việc là nhái thương hiệu mà còn là vi phạm kiểu dáng công nghiệp. Với mục đích trục lợi, các đơn vị sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã lợi dụng tên tuổi và sự đầu tư sẵn có của các nhà sản xuất khác để tiêu thụ các sản phẩm làm giả, làm nhái của mình. Vừa qua, đội quản lý thị trường thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý chủ cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn mác trên địa bàn phường Lái Thiêu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 nhân công đang lắp ráp hoàn chỉnh gần 80 xe đạp điện chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Cũng qua kiểm tra, hàng ngàn phụ tùng linh kiện dùng để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và hãng Asama bị phát hiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường qua kiểm tra tại chợ Tân Thành cũng đã phát hiện các cửa hàng kinh doanh sản xuất thiết bị phụ tùng có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu lớn như Honda, Yamaha, Suzuki. Ước tính số lượng vi phạm lên tới hàng chục ngàn sản phẩm. Một số chủ cơ sở cho biết nhiều phụ tùng, thiết bị là do đơn vị tự sản xuất nhưng lại không xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ kiểm định chất lượng. Đã có hơn 300 trường hợp vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trong năm vừa qua. Chúng tôi cố gắng đến năm 2025 thì sẽ gần như là loại bỏ hoàn toàn tình trạng bày bán công khai các hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở các cái tuyến phố lớn, các cái khu trung tâm du lịch. Giải pháp thứ ba là chúng tôi tăng cường cái việc ký kết các cái bản cam kết sau khi chúng tôi tuyên truyền cho các doanh nghiệp thì cũng để các cam kết với doanh nghiệp rằng là doanh nghiệp sẽ đồng hành, không tiếp tay, không tham gia sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với cái sản phẩm là phụ tùng xe máy, xe đạp điện nói riêng và hàng giả nói chung. Trước những hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ và nhãn mác kiểu dáng công nghiệp ngày càng phổ biến, bên cạnh sự vào cuộc thanh tra của các lực lượng chức năng, các đơn vị bị xâm phạm sở hữu trí tuệ hoàn toàn có thể lên tiếng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Mặc dù nhà nước và pháp luật đã có chế tài xử lý hình sự đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp,
nhưng việc xử lý hình sự là rất hạn hữu bởi vướng mắc hướng dẫn về quy mô thương mại. Những đơn vị bị xâm phạm có thể yêu cầu xử phạt hành chính đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình. Những đơn vị mà bị xâm phạm thì hoàn toàn có quyền khởi kiện đến tòa án nhân dân nơi mà cái người có hành vi xâm phạm cư trú, để qua đó là đề nghị tòa án buộc những cái người có hành vi xâm phạm phải bồi thường toàn bộ cái thiệt hại đối với mình. Chúng ta có thể chứng minh là vì cái hành vi vi phạm đó mà chúng ta đã không thể bán được sản phẩm nhiều như mong muốn, hoặc là vì cái hành vi vi phạm đó mà người tiêu dùng quay lưng với sản phẩm kém chất lượng, trong khi sản phẩm của chúng ta là sản phẩm có chất lượng. Vì vậy, đó là những cái thiệt hại mà hoàn toàn có thể cân đong đo đếm được chứ không phải là khó khăn. Qua đó thì cái người bị thiệt hại hoàn toàn có thể đề nghị tòa án buộc cái người xâm phạm phải bồi thường tất cả những thiệt hại đó. Về phần mình thì người tiêu dùng cũng không nên quá vội vàng tin ngay vào lời quảng cáo của những người bán hàng. Có thể so sánh về giá, đi xem hàng thật kỹ càng hoặc là tìm đến các cửa hàng giới thiệu sản phẩm chính hãng để hạn chế những rủi ro khi quyết định đi mua một chiếc xe đạp mới.